hỏi bà xem nào. Con rau ở trong cứ thì không ăn nguyên rau à? Ê, chẳng ăn cá. Bảo là không có thịt ăn. Đợi mấy cô kia tìm xong mọi cái rồi thì cháu được xé vào sau cô bác ạ. Nhưng mà như cô bác có theo dõi được những cái thức phim mà cháu được đăng tải lên thì là biết mấy cô mà đang mặc váy mong cô bác. Con cảm ơn bà, phần quà bà đã gửi lên cho con. Con rất vui khi mà được bà gửi phần quà này lên cho con. Thế nhưng mà nếu mà con này không có áo thì lấy cái gì để mặc cho con? Không có áo thì cũng không mặc, chỉ dùng cái vải này, cái khăn này bọc thôi ạ. Bố mẹ chồng thì có thương không? Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Anh Lực, cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Video hôm trước thì cháu Lực có lên chia sẻ cái hoàn cảnh của em Dung với cô bác. Hoàn cảnh của em Dung thì bây giờ cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại thêm một chút cô bác này. Nhà của em Dung thì được nằm ở đằng sau cái ngôi nhà mới và hiện tại vừa mới làm với cô bác. Dung thì năm nay cũng còn khá là trẻ, đi lấy chồng và có một người, em bé của bác vừa mới sinh ra. Chồng thì vừa mới mất cô bác ạ, vừa mới mất được 2 hôm. Thì con sinh ra và chào đời cô bác. Hôm nay thì em Hải sẽ đi cùng cháu Lực cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng di chuyển từ trên nhà của em Hải ra. Bây giờ thì cho em Hải đi vào cùng luôn. Có những câu thì sợ đi vào thì không có các chị ở nhà cho nên là khi mà hỏi bác thì không biết nói tiếng Mông với cô bác cho nên là sẽ cho em Hải là đi cùng. Đi Hải. Nhà bên này là nhà của người anh sao cô bác ạ, cũng mới làm cô bác, chưa có hoàn thiện. Em trai kia thì bị ung thư hay là thiếu máu thì cô bác, xong là bị vừa mới mất luôn. Đây. Bác đang ở nhà rau à? Này ông thăm này hốc bao giờ tắm á? Phải à? Vâng. Là tối nay nấu cơm à? Vâng. Tối nay là cả nhà là ăn nguyên rau à? Vâng. Bột cà rau nhưng mà cái lục lu đang ở đứng cắt chín phát cạt chứ mà. Hải hỏi xem nào, hỏi ba xem nào. Con rau ở trong cứ thì cũng ăn nguyên rau à? Ê, đi kinh vẫn nói chả rau nào. Ăn nào không? Cứ ăn. Ăn à? Vâng. Thế không ăn thịt à? Ê, chẳng ăn cá. Bảo là không có thịt ăn. Không có thịt ăn à? Vâng. Hôm nay cháu Đức vào thì cũng có mua chân giò heo cho em Dương cô bác này. Hải là bảo bác là dùng để hầm cho Dung, chị Dung ăn nhé. Vâng. Đưa cho bạn hầm đi. Như ta hâu có là kính nào nào. Dạ. Thế tại vì là bảo bác là anh... Ôi, cái ra đây hả? Tại vì là anh nghe người lớn ở dưới chỗ anh nói thì bảo là
con gái mà mới đẻ ra thì là chân giò hầm ăn thì nó sẽ bổ hơn đấy nhá. Vâng. Cho bà là lấy ít lá đu đủ ấy. Vâng. Đu đủ ấy. Vâng. Đu đủ để nó không bổ. Vâng. Như hai chân như hai ta. Thấy kính mà nhau thì qua thấy cho nó chờ thì chờ cứ thì chờ xem mẹ bố mua cho chỉ chờ rồi thấy xem nó mà là mình có sữa để cho em bé uống để lấy mua con mì cho nhỏ nào nè. Bây giờ thì bảo bác là đi vào nhà đi, hôm nay anh cũng có một phần quà để cho em dùng nữa. Đây là một cái đây là bác trai đúng không? Tạ tê đây chỉ bia là tê tạ tê đây chỉ bia quá ơ ô mà đây này luôn bác thì được 57 tuổi. Bác có biết ai chữ kinh không? Bác ở chiều quá chiều chú à bác thì không biết nói chữ kinh của bác, chỉ biết nói tiếng Nùng thôi. Tiếng người sẽ có gì đúng dè lao kinh thái lên bắn ung thư bắn đó thế kinh à kinh gì đơn à kinh chữ thoa mò chẳng nè mò à mò sao mang gì mà đau trong này à đau trong này đúng không xây bùa đè xây đi hai răng đi chả đi bùa đè đi hai răng chim ma đi cũng phải đi sáng mò nó cũng phải đi nhưng mà hai răng chim ma vừa bảo là đi xuống Hà Giang được 3 hôm, rồi đến viện được 3 hôm. Xong là về đến nhà thì bác sĩ là trả về nó bác này. Tên là bác nào kìa? Chị nè. Đây đây thì nhà bác cũng có trồng thêm đào, cánh đào không? Xung quanh nhà nhìn có vẻ như là mấy đứa đến mùa và đào thì có vẻ như rất là đẹp của bác. Khi mà mới bước vào ngôi nhà của gia đình thì của bác ạ thì cái cột này thì cũng đã bị hỏng hóc là rất là nhiều rồi. Xe này thì có phải là xe của anh kia không? Anh Kinh. Xe của anh Kinh à? Vâng. Đây, bây giờ thì chỉ còn cái xe máy ở lại thôi cô bác. Người thì bây giờ đã ra đi mãi mãi rồi. Kinh thì trước thì cũng có là hộ cháu Lực cô bác ạ, cháu Lực cũng có thuê để chở cát này, chở xi này rất là nhiều. Đến hôm nay thì chỉ có nhìn được xe ở lại thôi. Người thì cũng không có, người thì không còn ở nữa cô bác ạ. Phải nói là bỏ mặc vợ con với bố mẹ ở nhà. Con thì vừa mới chào đời thôi, năm nay vừa mới chào đời được có, hôm nay là hôm thứ năm. Các chị là đi đâu ấy? Dạ. Chị là đi đâu ấy? Không đi ạ. Dung thì vẫn đang ở trong nhà đấy chị. Trong nhà. Đây là em bé của chị à? Vâng. Em bé của chị năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Được 9 tháng rồi. 9 tháng? Vâng. Ở bên kia là mình để gia đình mình để cái gì chị bên này ấy? Chỗ chị ngủ. Đây là chỗ chị ngủ à? Vâng. Chó. Chị bên kia là chạy à? Chị dâu. Chị dâu à? Cánh cửa thì cũng không có gọi là cao sang bao nhiêu hả cô bác? Vừa mới nhìn thấy cái ngôi nhà thì đã biết được rằng là cái phần ngôi nhà thì tất cả hoàn toàn là đều làm bởi cái phần trình tường thôi cô bác. Đợi mấy cô kia tìm xong một cái rồi thì cháu được xé vào sau cô bác ạ. Nếu mà như cô bác có theo dõi được những cái phim mà cháu được đăng tải lên thì là biết cái cô mà đang mặc váy mong cô bác đã bắt gặp 1-2 lần rồi. Ôi chó nó hái ra đây chó nhá. Đây nhà chú thì cháu Lực cũng quan sát là có vẻ như là có cái cối xay của bác này. Bây giờ thì cuối xây này thì chỉ còn là để làm cảnh hay là làm gì thôi các bác, cũng không có còn là dùng đến nữa. Bây giờ thì có khá là nhiều gia đình có cái máy sắt cho nên là sẽ không có tận dụng lại cái máy này nữa. Như cái vách tường làm phần bằng chỉnh tường của các bác này cũng đã bị dưới này cũng đã bị thủng lên rất là nhiều rồi, có khi là độ tầm chẳng được không biết là tầm bao nhiêu lâu nữa thì nó sẽ sập. Nhưng mà nhìn cái phần góc chân tường thì không thua kém người nhà của
em Hải cả. Ở đây thì tất cả là bà con là ai ai cũng được làm bởi cái phần nhà trình tường, cho nên là đều là có một cái hình ảnh là giống nhau cả các bác ạ. À đấy, chuẩn bị nung phim màu với tao đấy. Ờ, với tao á, với tao mới ra. Ở văn em với tao nổ. Đây là sách rồi đúng không? Quyển sách thì tôi cũng không biết là những cái quyển sách này là sách gì các bác ạ. Đi vào nhà đi. À, cô là chuẩn bị đi đâu à? Sang lấy đồ. À, sang lấy đồ rồi à? Vào trong nhà thì có vẻ như là khá là tối của bác. Gia đình thì chỉ có sử dụng là một bóng đèn duy nhất thôi. Còn ở phần trên gác trên kia thì chỗ được nhìn thấy là có một hai cái bao gạo mà dự trữ ở trên kia. Bác thì vẫn còn hút thuốc lào. Bác thì vẫn còn hút thuốc lào ấy nhỉ. Bật bóng điện cho nó sáng nhỉ. Thế buổi tối là Dung với lại cả mẹ là ngủ ở bố bên kia à Dung? Là cả hai mẹ con ngủ à? Vâng. Thế còn là chị là ngủ bên chị à, em là ngủ bên nào? Bên kia à? Em về cùng em dâu ngủ đây à. Về cùng em dâu ngủ đây rồi à? À thế là đêm là hai chị em là ngủ với nhau à? Vâng. À. Đêm ngủ như này thì con có khóc nhiều không Dung? Có khóc nhiều hơn. Khóc đêm thì khóc nhiều hơn à? Vâng. Thế còn ban ngày thì ngủ nhiều hơn hay là khóc nhiều hơn? Ban ngày thì ngủ nhiều hơn. Ban ngày, ồ thế thì em bé lại ngày ngủ lại đêm lại thức rồi nhỉ? Vâng. Bố cũng vừa mới mất nữa, chắc là bố cũng vào thăm một chút đấy nhỉ? Cho nên là làm cái như vậy. Hôm nay thì anh lại vào thăm Dung, thì vừa rồi thì anh cũng vào là mua cái chân giò ấy. Thì vừa rồi thì anh cũng bảo Hải là nói với bố rồi, bảo là với mẹ chồng rồi, em bảo là mang cái chân giò để mà hầm với lại đu đủ thì nó sẽ có sứa cho em bé nhiều hơn. Đấy, chịu khó ăn uống mà nhiều nhiều một chút. Và hôm nay anh vào thì có một bác là khi mà anh đang tải cái thước phim chia sẻ cái hoàn cảnh của em lên đấy. Tạm mạng ở bên đằng tạm ạ. Ta Dung lên tạm. Tạm mạng ta Dung đằng này. Đấy. Thế còn bác bên này là mẹ chồng rồi đúng không? Vâng. Mẹ chồng thì có cái gì mà anh mua lên ấy thì bảo với mẹ chồng là đi nấu hay là anh đưa tiền cho em ấy thì không. Bây giờ thì em chưa thể đi được thì bảo mẹ chồng là đi ra chợ mua có để bảo chị dâu nhá. Vâng. Thế buổi tối là cả mẹ cả em với lại cả chị là ngủ chung một giường bên kia à? Không, chị cùng ngủ thì mẹ không cùng được. À. Thế còn cái giường bên này là bố ngủ à? Trước là chồng ngủ đúng không giường này ấy? Vâng. Em Dung thì vừa rồi cháu Lực vào thì em mới ra đây ngồi một lúc cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ gửi cái phần quà này cho em Dung sớm sớm hơn, nhanh nhanh hơn một chút. Tại vì là em Dung thì cũng đang mệt trong người nữa. Ở đây thì bác cũng có dặn anh là gửi cho anh là 4 triệu đồng. Là một tuần là sẽ cho em là 1 triệu. Thì trong khoảng 1 triệu đấy thì em có một tuần đấy thì 1 triệu đấy thì có đủ em mua thức ăn không? Chắc có. Có à? Vâng. Thế quần áo con cái con như này thì bây giờ đã có những bộ quần áo nào chưa? Cũng
Có 2-3 bộ để mặc thôi. Bây giờ thì còn nhỏ thì thành ra là quấn khăn là nhiều hơn. Cháu được nhìn thấy cô bác ạ. Đằng sau của em Dung thì có rất là nhiều những cái tấm khăn mà chắc là có khi là em bé vệ sinh ra ngoài là giặt rũ ấy. Bây giờ thì chồng thì cũng không còn nữa rồi, thành ra là mọi việc thì đều nhờ là bố mẹ với các chị là nhiều. Ở đây thì cháu được không biết là gia đình là có cái xích mích gì không, nhưng mà hiện tại cháu được vào thì bây giờ nếu mà không có bố mẹ với lại các chị trông thì không có ai để trông nữa. Bố mẹ em thì bố mẹ bên ngoại thì có hay ra bên này không? Mấy ngày trước thì bố sang. Bố sang một lần à? Mẹ có sang chưa? Mẹ không sang đâu. Mẹ lúc mới sinh con thì mẹ sang thôi. Lúc mới sinh lúc này là mẹ cùng bác để đẻ đúng không? Vâng. Là tự đẻ trong nhà luôn đúng không? Vâng. Đấy, còn là hôm nay thì 1 triệu ấy, thì anh mua chân giò lên là 200.000, thì tối bảo mẹ là nấu với lại đu đủ để ăn nhá, có sướng một chút. Ở đây thì bảo mẹ anh đưa tiền cho em đấy, thì em đưa tiền cho mẹ bảo là đi trong lúc tháng nào cứ đấy, thì ăn ở như thế nào làm sao mà nó có đủ sứa để cho em bé ăn uống nhá. Đấy, bây giờ thì anh gửi cho em là 800.000 này, đây là tờ 500.000 này, đây là 300.000 này, đây là 300.000 nhá. Đấy. Ở đây thì bác ở bên nước ngoài cơ, là bác là Kim Hoàng, là bác ấy sẽ gửi cho em là một tuần là gửi cho em 1 triệu, là trong tuần đấy thì bảo là anh cũng hỏi với anh là có đủ tiền sinh hoạt không. Em bé đi lại khóc lên một chút rồi, đây rất là tội bác ạ. Bố thì đã vừa mới sinh ra chưa có biết là mặt bố là ai cả. Bây giờ thì sau này cũng chỉ nhìn được những cái tấm hình ảnh thôi. Dung thì cũng vừa mới là có em bé đầu tiên của bác, cho nên là chưa có biết nhiều về cho lắm. Thì mấy con là cùng chung nhau là để ngủ ở cái giường bên này này các bác này. Đây thì trong này thì cháu Lực không biết là có giường hay là chỉ là làm những cái tấm phản kê lên thôi. Những cái bó rơm này thì để đây là tối nay ngủ ở Dung hay là như nào? Ở trong nhà thì cháu Lực nhìn thấy là có rất là nhiều những cái vật dụng của bác, nhưng mà vật dụng nào thì cũng đều là rất là sơ sài cả. Ở bên kia thì chỗ ngủ của Dung ấy thì là nó ở gần ngay cái bếp mà để nấu cám lợn luôn cô bác ạ. Hay ở trong nhà thì hầu như là đun bằng cái bếp củi cả. Ở bên này thì có một cái bếp củi, còn ở phần phía bên cháu Lực vừa mới ngồi thì lại có thêm một cái nữa, thành ra là cái ngôi nhà nó sẽ đen rất là nhanh. Còn như nhà Hải thì chỉ có một cái thôi. Còn ở trên này là những cái, trên này là cái tấm ảnh mà người chồng của Dung ấy cô bác. Còn là rất là trẻ tuổi thôi, nhưng mà đã mắc phải cái căn bệnh mà phải nói là cực kỳ là hiểm nghèo. Bây giờ thì đã ra đi mãi mãi rồi, bỏ lại em Dung với lại bố mẹ thôi. Dung thì còn kèm theo đó thì có cả một em bé nữa cô bác ạ. Sau này thì khi mà em bé lớn lên biết rồi một chút rồi thì chỉ có nguyên một cái tấm ảnh này để mà nhìn lại thôi. Ở trong nhà thì cháu được nhìn thấy là những cái vết nứt ở tường của bác này, nứt ra rất là nhiều của bác. Buổi tối là một mình bác là ngủ đây thôi à? Bạn đây lên một tọc nên này cho nó bác nổ. Bác thì bây giờ hiện tại là chỉ ngủ lại ở cái giường của con trai đấy cô bác. Người con thì đã ra đi rồi. Dung thì bây giờ em gửi một lời cảm ơn tới bà Kim Hoàng nhé. Ở đây thì chắc là em nên gọi bằng bà rồi. Con cảm ơn bà, phần con bà đã gửi lên cho con một cái rất vui khi được bà gửi phần quà này lên cho con. Ở đây thì
Và anh cũng nói lại thêm một lần nữa là một tuần là anh sẽ lên đưa cho em là 1 triệu để em bảo với bố mẹ là có thể là muốn đi mua thức ăn này, xong là mua 1-2 bộ quần áo cho con nhé. Vâng. Ở đây thì chắc là trước khi mà chồng đang bị bệnh thì chắc là không có dành tiền nào đâu đúng không? Vâng, không có. Thế nhưng mà nếu mà con này không có áo thì lấy cái gì để mặc cho con? Không có áo thì cũng không mặc, chỉ dùng cái vải này, cái khăn này bọc thôi ạ. Dùng cái tấm khăn này để bọc cho con á? Đêm ví dụ mà bé thì là sợ rằng là bố có về thăm không? Hả? Không sợ đâu. Không sợ đâu à? Vâng. Khi mà em bé khóc thì em có nghĩ đến tới bố và bé không? Có. Có. Đêm mà nghe tiếng khóc của con chắc là cũng khóc theo con luôn đấy chứ nhỉ? Vâng. Thế ban ngày thì là bé là ngủ nhiều hơn à? Đêm thì là khóc nhiều, đêm thì là khóc nhiều hơn à? Vâng, đêm thì khóc nhiều hơn, ban ngày thì ngủ. Bất ngày không khóc được. Ngày hôm nay thì anh cũng vào thăm và trao cái phần quà cho em một chút đấy. Thì em đừng có ra như này ngồi như thế này là nhiều nhá. Ngồi ở trong kia thôi. Nếu mà ngồi thì ngồi ở ghế cao cao lên nhá. Vâng. Dùng thì mỗi lần mà cháu được lên cái hình thì phải nói là đều nhìn thấy là những cái giọt nước mắt, vừa là những cái giọt nước mắt mà đau buồn của em, nhưng có thể là những cái giọt nước mắt đấy thì không có ai muốn rơi cả của bác ạ. Khi mà mình đã lâm vào cái con đường này, ở đây thì bố mẹ chồng thì không biết nói tiếng Kinh à? Không biết đâu. Không biết á? Vâng. Ê, cho anh hỏi thì bố mẹ chồng thì có thương không? Có bố mẹ, mẹ chồng thương lắm. Mẹ chồng thương lắm? Vâng. Là bác ở bên này đúng không? Vâng. Bác thì bố lô hát tiếng Kinh nào? Bố thì, bố chồng thì có hay uống rượu không? Không đâu. Không đó? Vâng. Lâu lâu uống một lần thôi. À. Trước kia mà lúc mà còn chồng thì bố có về nhà mà hay nói không? Không. Cũng không nói đâu à? Chồng thì đến hôm nay là được 7-8 ngày rồi nhỉ? Vâng. Được 8 ngày hay 9 ngày. Thế bé là hôm nay là được đến ngày thứ mấy? Hôm nay được 6 ngày. Lần trước cháu Lực lên chia sẻ thì bé mới được có 4 ngày thôi các bác. Bây giờ thì đã được 6 ngày thôi. Trong thời gian ở cứ này thì phải nói là bây giờ đến mùa đông như này các bác này, quần áo thì cũng không có là nhiều. Có những Dung nói với cháu Lực rằng là nếu mà không có quần áo như này thì dùng những cái tấm vải bên là đằng sau của Dung ấy là quấn vào, nếu mà không có thì cũng không có mặc luôn. Bây giờ thì cho đây là cô ra thăm à? Cô là ra thăm à? Cô là không biết nói tiếng Kinh nhá? Không biết. Không biết là muốn nói thì không biết đâu nhỉ? Đấy. Ở đây thì hàng xóm của bác khi mà biết là em Dung là không có khăn để quấn cho bé đấy là cũng mua một cái khăn lên. Cái khăn này thì mua bao tiền cô? 30.000 à? Vâng. 30.000 ở trên bản thì có phải nói là cũng rất là có giá rồi đấy cô bác ạ. Ai thì cũng không đều không có tiền cả. Đấy, còn Dung thì khi mà các bác chơi thì ra ngồi một lúc thôi, xong này lại ra ngồi ghế cao cao lên một chút nhá. Vâng ạ. Ở đây thì các chị thì chắc là cũng đã biết ra nhiều hơn em rồi đúng không? Các chị đã cũng chỉ dạy nhiều hơn trong lúc mà đang ở cứ đúng không? Vâng. Đấy. Rồi, cố gắng thì bây giờ ấy. Và cháu Lực cũng xin thay mặt em Dung gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng. Khi mà cháu Lực đăng tải cái thước phim lên thì cũng được bác xem. Và rất là thương em Dung khi mà em Dung đã rơi vào
cái hoàn cảnh mà bây giờ phải nói là Thành quá phụ rồi cô bác ạ. Một mình nhà nuôi con, mà Dung thì năm nay cũng còn là khá là trẻ cô bác ạ. Ở đây thì không thể trách Dung quả là lấy chồng quá sớm, mà chỉ buồn là cái số phận của em Dung khi mà chồng mình lâm phải căn bệnh không thể có khỏi được. Hay còn cái thức phim này thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây cho cô bác. Và nếu mà cô bác anh chị có thương yêu em Dung, có những cái bộ quần áo nào mà các bác không có sử dụng đến, hay là những cái tấm khăn, thì có thể gửi cho cháu Lực xin gửi tới cho em Dung để em có thêm những tấm khăn để che cho em bé cô bác ạ. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng lên thăm em Dung và gửi cái phần quà tới cho em Dung. Cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại. À, đây lại tiện. Đây lại được ra thăm đúng không? Trong này là có cái này là cái điệu này, cái điệu. Đấy, bà con ở trên vùng cao này phải nói là sống rất tình cảm luôn cô bác. Khi mà ai cũng biết là Dung rơi vào như thế thì cũng đều là ra thăm cả. Thấy vừa rồi thì cháu Lực đang nói là còn cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Dung gửi một lời chào tới các ông các bà nhé. Chào các ông các bà.